Đây. Con ngồi xuống đi. Hai con mình chơi ở đây nhé. Thích nhỉ? Ai? À, con với mẹ Linh cùng chơi này. Mình làm cạch cạch nhé. Hưng với mẹ Linh chơi vui lắm nhỉ. Chơi cạch cạch vui lắm nhỉ. Hết rồi. Bắt đầu lại chơi tiếp nhỉ. Xếp lên đây. Xếp lên đây. Xếp lên đây. Ừ. Ừ đúng rồi. Ui lên đây. Ừ. Ui lên đây nhá. Hai mẹ con mình chơi vui nhỉ. Nhỉ. Đâu mẹ Linh ở đâu con? Mẹ Linh ở đâu? Mẹ Linh ở đâu? Em Hưng ở đâu? Hết rồi. Hết rồi. Cái kia nặng lắm, dùng chân em đấy. Nặng lắm, không lên kịp được đâu. Gây ủng đấy. Con gà lớn phết rồi đấy. Con gà. Hưng ra đây cùng mẹ chơi chơi. Chơi Nuna Nuno, về đây, về đây. Chơi chi chi chành chành. Về đây với mẹ chơi chi chi chành chành nào. Về đây. Chi chi chành chành cái đanh thổi lựa. Con ngựa đứt cương ba vương ú đê. Đóng sập cửa và đây chi 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 chành chành tay mẹ đi. Hai và chi chi chành chành cái đanh thổi lựa. Con ngựa đứt cương ba vương ú đê. Chắp chế đi tìm u a u ập. Đóng sập cửa và em không chơi với mẹ à? Em không chơi với mẹ à? Hả? Chơi với mẹ đi, chơi với mẹ đi, em không chơi với mẹ đi. Đâu đâu em Hưng đâu, tay em Hưng đâu? Đóng sập cửa vào. Rơi xuống chân đấy con yêu ạ. À.